quý đại gia đình ha. Kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe, được sự ủng hộ của cả nhà. Nay tiếp tục sang có hai kiện hàng ha. Máy này thì máy cưa đã qua sử dụng của Nhật, được cửa hàng trong sang tuyển chọn từ Nhật ha, nên hàng hóa thì như cả nhà thấy chưa khui. Giờ sang mời cả nhà mình cùng cắt ra xem bên trong nó là con máy gì ha. Rồi đầu tiên là sang sẽ cắt cái kiện này ra trước ha, còn cái kiện này thì sang sẽ để video sau. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ làm video con máy này. Con này thì sao nha, ai chưa đăng ký kênh thì hy vọng đăng ký kênh để sang sẽ làm một cái video sẽ cho cả nhà mình muốn tìm kiếm con máy gì đó thì cứ mạnh dạn đăng ký và nhấn vào cái chuông ha, YouTube nó sẽ thông báo cho cả nhà mình sớm nhất sau khi mà sang đăng video ha. Rồi không dài dòng mất thời gian của cả nhà nữa, giờ sẽ vô cái kiện gọn gọn nhỏ nhỏ ha. Đây trong sang đây ha. Đó, rồi giờ sẽ tiến hành cắt. Hy vọng cả nhà mình like cho sang một lượt like ha, để tạo cho sang một động lực tìm kiếm những con máy đẹp đã qua sử dụng từ Nhật để đến đại gia đình mình ha. Như cái nhà thấy đây là một con máy cưa ha. Đây, giấy báo rồi, họ gói rất là kỹ nha. Nó hàng mình tuyển chọn nên chất lượng hàng hóa đã được đảm bảo, nên cả nhà cứ yên tâm mà sử dụng ha. Bên máy móc bên cửa hàng trong sang wow, mới đầu ra khu cái lam là thấy cả nhà thấy xích của nó là rất là đẹp luôn nha. Lam này 16 inch, máy này cái lam này thì chắc của thằng Komatsu Genhon nha. Lam này thì của thằng G, đây cả nhà thấy rất là đẹp nha, trắng tinh luôn nha, lam tản nhiệt. Mỗi cái lam này không có mấy trăm ngàn cả nhà, nhiều cây nó có chiêu quạt ha. Nó giá trị là nó nằm ở tất cả các linh kiện của nó chứ không phải là riêng một bộ phận nào đó đâu ha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành lấy cái máy ra cho cả nhà xem nha. Oh, đúng là một con G cả nhà. Đây là một con G370, máy xuất sắc, 3700, đời cao 4 số ha. Đời cao 4 số, đời này 2023 ha. Nè cả nhà thấy hai con tán lam của nó nè, máy móc đỏ ao nha, máy rất là đẹp. Đây ốc vô ốc bọng gì đây ha, mặt tiền đỏ ao luôn, xuất sắc. Rồi bây giờ sang sẽ nổ máy này hoặc là vệ sinh. Bây giờ sang mời cả nhà mình cùng sang tiến hành xem từng chi tiết bộ phận. Vừa qua thì cả nhà đã cùng sang tiến hành cắt ra xem sản phẩm của con G3700 hàng tuyển chọn từ Nhật ha. Như cả nhà thấy con máy còn rất là đẹp, để chỉnh cho cả nhà xem con máy nó ok hơn nha. Cái màu sắc này là cái màu đỏ tươi nha cả nhà. Lúc nào vô cái điện thoại trong ra nó không thể nào nó ra được cái màu đúng của con máy, ngộ chứ. Rất là đẹp nha, cái màu đỏ, cái màu đỏ ở ngoài á cả nhà nhìn bằng mắt thường nó rất là đẹp, màu đỏ nó đỏ tươi rất là đẹp, xuất sắc lắm. Để kiếm cách nào cho cả nhà mình thấy được cái đam màu đỏ nó thôi. Này thì nó nói chung màu đỏ nó rất là đẹp nha cả nhà. Đây nó đẹp qua thì cả nhà thấy được con máy nè, tem xuất sắc nha. Này đó, cái màu tem nó rất là đẹp, và đặc biệt con máy mà nó dùng rất là ít. Như khách hàng nào mà đã xem và xem rất nhiều video của kênh cửa hàng trong sang thì sẽ biết nha, một con máy đẹp hoàn hảo là đẹp từng chi tiết, từ cọng dây giật, chụp giật, bình xăng con, tất cả các chi tiết bộ phận riêng của con máy nên nó còn rất là đẹp nha. Đây ở trong là cái dàn khè luôn, cả nhà thấy ốc nè, rất là đẹp nha. Rồi đây là dàn áo ngoài cho cả nhà xem. Đây cái độ bóng zin của nó nè, ở cái độ bóng zin của nó còn rất là xuất sắc. Nói chung là con máy này dùng rất là ít nha cả nhà. Ở hàng mình tiện chọn mình mua cái giá thành nó cũng hơi cao so với thị trường, nên
bắt buộc phải những có được những con máy đẹp như thế này nó mới xứng đáng được với cái đồng tiền của mình bỏ ra nha cả nhà. Bên cửa hàng trong xe hàng lúc nào cũng vậy, cũng muốn cho cả nhà mình đánh giá một cách chính xác nhất về một con máy mình đang chuẩn bị dùng và mình mua mình sử dụng nha. Đây Zen Hon Gia Băng, nên hy vọng cả nhà mình xem từng chi tiết bộ phận cùng với xe nha. Đây Gia Băng nè. Cái màu đỏ ở ngoài cả nhà nhìn rất là đẹp nha, cái màu đỏ ở ngoài rất là đẹp chứ không phải là cái màu tái tái như trên video đâu nha, cái màu đỏ tươi rất là đẹp nha cả nhà, thấy cái độ bóng zin của con máy nó còn nè, hoàn hảo nha. Đây con này là G3007, cái tem ở ngoài này nè, nó còn một lớp bọc dán vô cái tem phải anh gọi là siêu đó mà nó chưa bóc luôn nha. Đây con máy còn xuất sắc, nó đèn mung rất là đẹp nha cái nè. Đây nó đẹp từng con ốc luôn nha. Đây ốc cái màu vàng của nó óng ánh luôn các anh thấy nha. Con này thì đời 4 số 3007 nên nó có thêm một cái phá xích nha, phá xích để xuống nha. Rồi đây là trái tim của con máy cưa, là cái bình xăng Warmro. Đây còn mã số luôn nè, cái này thấy nó đóng rất là kỹ nha, mã số đây nè. Ok chưa, 339. Số rất là đẹp nha, con số may mắn. Đây các anh thấy nè, Warmro đó, cái bình xăng con, một con máy đẹp thì nó sẽ đi kèm vô bình xăng con là tuyệt vời luôn. Đây chẳng tin mà rất là đẹp nha các anh. Đây xuất sắc. Rồi bây giờ để xuống cho các anh xem thân chính của con G3007 hay là 370. G3007 với 370 thì nó không khác gì đâu cả nhà, nó y ghen với nhau à, nhưng mà nó khác cái là một cái là 4 số một cái 3 số thôi. Một con 37 á thì nó không có cái phát sơn, nó 370 thì không có phát sơn, còn 3007 thì đời cao nó có phát sơn nha đó. Nhưng mà công suất của con này là 30.7 cc, G3007 công suất là 30.7 cc, cân nặng là 4,2 kg nha. Đây nè, như cái nhà thấy một con máy nè, mình hồi nãy giờ là mình đã xem được dàn ngoài. Đánh giá thì các anh mua máy thì các anh như em nói thì các anh cứ đánh giá từ trong ra tới ngoài và từ ngoài vào trong để mình xác định được con máy giá trị như thế nào và thành phần chủ yếu con máy ra sao, đẹp xấu ra sao, để mình đưa ra quyết định chính xác nhất để mua một con máy ưng cái bụng ha, ưng cái bụng, chứ tránh tình trạng mà mình xem được xét bên ngoài không à, mình không xem được tổng thể bên trong thì nó còn nhiều cái á, thì như người ông bà xưa nói mà, xấu thì che, xấu thì che đi, tốt thì phe ra đó, thì những cái nào mà đẹp đẽ thì lúc nào nó cũng phải nằm bên ngoài, còn những cái xấu xí á thì sẽ nằm bên trong đó. Thì các anh coi mua hàng thì bất cứ món hàng nào các anh cứ xem được bên trong được như thế này thì nó quá tốt, tại vì hàng của em ở đây thì hàng bán tiện chọn, mua giá thành cũng cao nên em cho minh bạch rõ ràng, coi từng chi tiết bộ phận bên trong để cả nhà mình đánh giá một cách chính xác nhất đẹp như thế nào nha. Rồi giờ mời cả nhà mình vô đánh giá với xe nha. Đây qua lăng lửa bánh chớn đó, mang gọi là bánh chớn nè, mang hoặc là bánh đà nè, các anh thấy con máy nó xài rất là ít, nó còn luôn một cái lớp màu mài màu vàng chỗ này nè, ở chỗ cục 500 này là các anh thấy, nếu mà con máy xài nhiều nó sẽ bị mòn hết nha các anh lưu ý. Và đặc biệt những con máy xài ít các anh thấy bụi bặm gì nè, nó đóng gần như không nha đó, tuy gần đã vệ sinh nhưng mà nó đóng ít thì các anh vệ sinh được, còn khi mà các anh nó đóng quá nhiều quá dày thì các anh không thể nào mà vệ sinh ra hết, nếu mà vệ sinh ra hết thì nó rất là mất cái thời gian đó, và nó sẽ không được đẹp như thế này đâu, tại vì hàng nó đẹp thì nó đẹp từ trong cốt trong cách nó ra nha đó, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà đúng không, nó đẹp từ trong thì ở ngoài là chuyện nó bình thường. Đây các anh thấy nè, tới cái dàn ốc của nó nè, nó màu vàng nó còn rất là đẹp đó. Mình mua những con máy như thế này mình về mình dùng, trước mắt thì nó đã cái bụng, nó vừa cái ý mình. Ok chưa, tánh tình trạng mình mua mấy con máy mà nó đẹp cái mã mà cái máy ở trong thì thôi ối thì thôi nó xấu đó. Bên cửa hàng trong xe cho cái nhà xem chi tiết đẹp từ ngoài lẫn trong, cái hàng máy móc có giá trị thì phải xem trực tiếp qua chi tiết như thế này cho cả nhà ha. Bên cửa hàng trong xe thì lúc nào cũng muốn minh bạch rõ ràng sản phẩm của mình, có sao thì nói vậy. Đây rất là đẹp, đây mã số của nó đây nè, G3007 nha cả nhà, made in Gia Băng. Đây xuất sắc nè,
cái khâu chỗ này mà nó còn chưa xét này, cả nhà thấy cái nước gam màu xanh nó còn rất là đẹp luôn nha. Đây ốc nè, chuông nè, đó các anh thấy rất là đẹp nha, cái chuông nè. Xuất sắc nè. Còn cái nòng nè, cho anh xem cái chế cái quả bê tông, anh chạy em chút xíu để em quay lên cho các anh xem cái quả bê tông máy. Đây lăn lên đây cho cả nhà xem nè, bê tông máy nè, văng ngang còn cực kỳ dành dặn luôn, và bê tông trắng tinh, và đặc biệt hai bên mép đồng gần như là chưa đóng khói. Đây cho các anh thấy nè, nó có đóng khói nè, nhưng mà nó đóng khói nhẹ mép bên ngoài thôi, cái này là nhẹ thôi không cần thiết. Còn bên trong nè, bên trong nó vẫn chưa đóng nha. Đó, một con máy như thế này các anh mua về, một là sưu tầm, hai là mình để mình sở hữu, mình cưa mình dùng thì nó tuyệt vời. Đây bê tông nè, đó các anh thấy bê tông nó trắng tinh luôn, và văng ngang nè rất là đẹp nha. Đây zoom xét chút xíu nữa cho các anh xem. Đây nó văng ngang nè, các anh thấy văng ngang được không? Nó văng qua trái bê tông rất là đẹp nha. Đó, văng qua trái bê tông nè, các anh thấy cực kỳ chưa, trắng tinh luôn. Đó, hàng như thế này các anh kiếm ở ngoài thị trường á có chứ không phải không, nhưng mà rất là ít được một con máy đẹp từng chi tiết như thế này nha. Rồi 3.700 hoặc là 3.70 thì thị trường nó có rất là nhiều, nhưng mà mình kiếm được một con máy đẹp như thế này thì rất là ít. Ở hàng của em bán thì cửa hàng trong xe bán thì lúc nào cũng vậy, chi tiết rõ ràng minh bạch. Đó, khách hàng nào thích dòng nào và giá trị ra sao thì do cả nhà quyết định. Một con máy đẹp xấu như thế nào thì quyết định là do khách hàng lựa chọn. Sang ở đây thì có nhiệm vụ là bán ra một sản phẩm, phải biết chi tiết của sản phẩm nó như thế nào, ốc ác nó ra sao, giới thiệu cho cả nhà mình thôi. Còn cả nhà mình thích dòng này, thích con máy này thì liên hệ số điện thoại 0979 75 649, gặp trực tiếp Sang sẽ báo giá và cho cả nhà mình sở hữu con máy này nha. Đó, vì những cái hàng này mua giá thành nó rất là cao nên Sang sẽ không báo giá, tại vì báo giá nó rất là ngại, trừ những khách hàng nào biết giá và mình muốn sở hữu thì mình sẽ biết được cái giá trị thật của con máy này thôi. Đó, hàng của Sang bán thì quay bên đây là chủ yếu là cho cả nhà mình xem, chủ yếu là phe máy, nói chung là chủ yếu là phe được con máy đẹp gì đó cho cả nhà mình cùng xem và chiêm ngưỡng thôi. Đó. Còn những hàng này thì giá trị nó thì nó cũng không có bao nhiêu hết, nhưng mà tránh tình trạng nhiều anh xài máy Trung Quốc quen rồi qua mấy con máy này thì báo giá cái mấy anh hơi ngán thôi, nên em không có, em cũng hơi ngại cái khâu đó nên em không có báo giá trên đây. Anh nào thích những dòng này thì cứ liên hệ em có rất là nhiều, 370 rồi 375 410 415, nói chung là mấy dòng G thì em nhiều lắm, mấy dòng đặc biệt là dòng hệ của G nha, còn không phải hệ của G thì em không có. Đó, em chơi thì những cái món hàng này anh thấy nè, nó nhiều anh thấy còn những con máy mà ở ngoài thôi, nhiều anh thì cứ thấy cái hiệu thì kiếm cái hiệu rồi tham khảo giá thì mắc rẻ cũng ngại lắm, nên mấy anh thông cảm nha. Anh nào thật sự là đam mê dòng G, thích dòng G, thích sở hữu những con máy đẹp sưu tầm thì liên hệ em, tại vì mấy anh mà biết chơi sưu tầm thì không cuộc gọi không có bao nhiêu tiền hết, vài ngàn, không thì cứ anh cứ liên hệ qua Zalo gặp trực tiếp em. Mã số điện thoại của em cũng có Zalo nữa, nhắn qua cho em cái là em báo giá cho các anh biết rồi nha, nên mấy anh thông cảm giùm em. Mình thích thì mình sẽ tìm tới thôi. Ok, máy quá đẹp luôn các anh thấy máy này, khi mà giáp nó chụp giật vô đó, cái màu này chắc này, cái màu này mới đúng là cái màu của con máy nha các anh, có màu đỏ đỏ tươi tươi rất là đẹp nha, chứ không phải là màu đỏ tái đó, rất là đẹp nha, xuất sắc. Bên cửa hàng trong sang thì khi mà mua thì tuyển chọn rất là kỹ những cái hàng mà đã qua sử dụng của Nhật, nhưng mà đặc biệt nó phải còn đẹp như thế này nè, nó chỉ thua thua chút xíu máy thùng thôi đó, nhưng mà hiện tại máy thùng dòng G370 3.700 thì nó sẽ không có trên thị trường nữa, nên mà sở hữu được những con máy này như thế này thì rất là quý cả nha, rất là quý và rất là thích, rất là đẹp nha. Đặc biệt dòng G370 này nó chạy rất là bền, rất là trâu, tốc độ nó rất là cao, nên các anh nào mà khai thác mà làm tầm khoảng 5 tắc trở lại á thì các anh rất là thích cái dòng máy này, nhỏ gọn nhẹ bền tiết kiệm xăng, đặc biệt nó không có hư hỏng giặt nhiều,
tại vì mua hàng hoặc là mua máy móc gì cũng vậy, mình phải kiếm những con máy mà nó bền để về mình dùng, hoặc là nó giúp đỡ cho công việc của mình phát triển hơn ha. Đó. Tránh tình trạng mà mua những con máy mà tào lao đó rồi về mà nó trục trặc, lên đang cưa mà nó trục trặc rồi mệt mỏi lắm. Các anh nào mà muốn kiếm ổn định lâu dài thì các anh cứ kiếm những cái dòng G và những cái dòng Sinowa, hoặc là những cái dòng Itin, cái đó thì tùy theo mình thích dòng nào mình lựa chọn. Rồi ha. Nói chung là dòng G này nó rất gáp rất là dễ nha cả nhà. Kiểm tra lại cho nó đúng dây xăng dây điện rồi vô là xong hả. Hoàn hảo nha, nó gấp từ từ cả nhà thấy đẹp hả, gấp từ từ vô rất là đẹp, xuất sắc. Rồi tiến hành bắt ốc. Cả nhà cho cả nhà xem cái dàn ốc của nó nè, đây ốc này cả nhà thấy nè, nó sạch trơn luôn ha, rất là đẹp. Nói chung là mấy con máy này nhìn dàn ốc này cũng đủ gì mà, chứ không phải mà ốc mà tè le tè đầu rồi bị này kia kia nọ tùm lum hết. Thì anh thấy nó ốc này bụi mà nó chưa bám hết vô đầu ốc này, không bám vô đầu ốc luôn này. Thấy này, đây đó. Con nào cũng như con nấy hết nha các anh, không khác tí nào hết. Đây các anh thấy máy này thì thuộc cái dạng như một con máy xè lướt như các anh, nó dùng một hai lần là nó bỏ thôi, các anh gọi là xài lướt. Còn con máy này thì cái độ đẹp thì em nhờ mấy anh đánh giá nha, chứ em không có đánh giá đâu. Rất là nhiều anh hỏi máy còn bao nhiêu phần trăm, em không biết mấy anh hỏi phần trăm đẹp hay là phần trăm zin. Còn phần trăm zin thì em đã quay trên video chi tiết cho các anh rồi, nó đã zin như thế này, nó đẹp đã như thế này rồi, mấy anh hỏi phần trăm đẹp thì sao đánh giá được. Mỗi người thì con mắt đánh giá khác nhau, nên hy vọng anh nào mà hỏi đánh giá phần trăm thì sẵn đây có máy này nè, các anh đánh giá giùm em phần trăm để cho nhiều anh em tham khảo nha. Nó là mấy anh làm giống như ban giám khảo đi, mấy em này giống như hoa hậu đi, hoặc là món hàng đẹp xấu gì do các anh quyết định. Người bán thì như em thì em không có khi nào em muốn cái món hàng của em xấu được hết nên cái đó nó sẽ không công bằng, không đánh giá được phần trăm. Đây em tiến hành em gáp cho một viên vừa vô như thế này, nói chung là máy này gáp rất là dễ, nhanh gọn. Đơn giản, giờ em sẽ tiến hành gấp bô vô. Quá đẹp cả nhà, máy đẹp thiệt chưa, xuất sắc. Rồi bô này, anh thấy bô còn đang mung luôn. Đó, mình mua được những con máy này về sưu tầm cũng đã, hoặc là cầm cưa nó cũng sướng tay nữa. Ốc này đây cả nhà thấy nè, hai con ốc hai con ốc bô nó cả nhà thấy nó còn cái lớp màu mà cam cam này luôn nè, nó chưa có đóng khối luôn các anh thấy nè. Quá đẹp, máy này phải gọi là quá đẹp. Xuất sắc. Rồi, giờ sẽ tiến hành bật làm sơn vô. Làm sơn thì xíu nó sẽ ghép làm sơn vô. Này thì ghép nhẹ cho cả nhà mình cùng xem thôi. Đây. Nè, các anh thấy cái máy nó đẹp thì tới cái con ốc mà
tán sơn mà nó còn đẹp cái màu vàng này, các anh thấy óng ánh chưa, xuất sắc. Giờ chỉ việc là gắp cái nắp e nữa là xong nha, gắp gá nhẹ cho cả nhà mình xem, vòng cho cả nhà mình xem nó có ưng mắt không nha. Rồi giờ tiến hành gắp cái chụp e vô trắng tinh nè. Đó. Đây. Quá đẹp cả nhà. Xuất sắc. Rồi giờ sẽ cho cả nhà xem một vòng khi mà chưa có lam sơn nha. Nó vừa qua thì cả nhà đã cùng sang tiến hành gáp xong một em G370 rất là đẹp nha. Đây. Xuất sắc. Đó. Ai thích con này thì cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại trên màn hình 0979 975 649 gặp trực tiếp sang để sở hữu. Giờ sang sẽ gáp lam sơn hoàn thiện con máy vô và giật cho cả nhà mình nghe tiếng máy nổ nha. Mời cả nhà cùng xem. Cả nhà đã cùng sang tiến hành lắp ráp từng chi tiết bộ phận của con G3007 hôm nay và cắt bọc hàng hóa được tuyển chọn về ha. Như nhà thấy nè, nó cái màu ra màu này rất là đẹp nha cả nhà, màu đỏ đỏ tươi rất là đẹp. Con máy nó còn cực kỳ mới luôn nha. Đây cho các anh xem lại từng chi tiết nè, nó ra đây ánh sáng đồ đầy đủ con máy này các anh thấy nè, ốc tán máy nè, xuất sắc chưa, các anh thấy được rất là đẹp nha. G3007 nè, làm là tinh ghim theo máy, làm của Mitsu tản nhiệt nha, làm này tầm khoảng 5 tấc, các anh thấy làm còn mới chát luôn, cực đẹp, một con máy cực đẹp nha. Đây từng chi tiết luôn nha các anh nè, đầu làm là tinh nè. Xuất sắc, con máy này gọi là hiếm có, rất là ít có được một con máy như thế này. Ốc nè, các anh thấy sâu cho các anh xem nha, con máy hoàn hảo. Rồi bây giờ sẽ tiến hành giật nổ cho các anh nghe tiếng máy nha. Dòng này thì chạy cực đã. Còn gì mà để bàn về con máy này. Anh nào thích đam mê dòng G370 37 mà sưu tầm thì con này các anh không thể nào bỏ qua được hết ha. Quá đẹp. Rồi anh nào thích con này thì cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại 0979 975 649 gặp trực tiếp em để sở hữu con G37 hôm nay nha. Quá whip. Rồi em chào các anh.